Xin chào mọi người, giờ là đang hơn 2 giờ sáng rồi. Chiều tối hôm qua mưa to thì bạn lắng nghe thử nhái kêu rất là nhiều. Mình có nghe một vài tiếng ếch rồi nhưng mà sợ mới đầu năm có thể ếch nó không ra. Đây đồ nghề mình, tại phải quay phim nữa nên mình bắt buộc phải đem máy chích điện thôi. Không có chạy được, không có chạy chụp được hay ấy chụp được, mình cứ để máy chích điện xuống nó bắt thôi, để dò đừng nhái. Làm hai rổ lại ghép lại bắt thôi, bỏ vô đó nó không nhảy ra được, có đồ chặn lại. Mình đi nha, mình vào chuẩn bị mình đi đây, mình sẽ ra hướng ngoài đó trước, phía sau nhà đó trước, bên kia nghe nhái kêu rất nhiều. Rồi chuẩn bị lên đường. Nhái nhái không à, quá đâu, mưa rồi. Mưa này không ít.
nhanh quá. Nghe to
Ok.
Thank you.
lại đi. Đây là thành quả nha các bạn, mình đi cỡ được tiếng mấy 2 tiếng gì đó. Còn hơn 3 ký thì cái chỗ này nó cũng được 2 ký hơn nè. Cái vỏ này cũng hơi nhẹ, cái vỏ nhựa nó nhẹ. Rồi cho các bạn xem. Nhái này thì để làm cháo, nấu cháo, cháo nhái hoặc là xào lăng hoặc là xào thơm cũng ngon. Nhái nhỏ nè, không có ếch, hôm nay không có ếch, mưa này ếch có mấy con kêu mà nó không có ra, nhái không à. Thấy không, ở đồng dễ kiếm mồi nhau không? Ăn chơi cũng được, cực nhưng mà vui. Tôi xin chào các bạn nha, kết thúc cái clip này đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.